Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, đợt mưa lũ từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 5 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 3 người tử vong, 3 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại. Cụ thể, tại Lạng Sơn có một người tử vong do sạt lở đất đá vào ngày 10 tháng 5. Tại Cao Bằng và Bắc Cạn có hai bé trai 5 tuổi và 6 tuổi cũng bị lũ cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể. Ngoài ra, tại Bắc Cạn có 3 người bị thương do sạt lở đất đá ở cây xăng thuộc huyện Ngân Sơn. Về nhà ở, Lạng Sơn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 34 nhà bị đổ sập, 1.812 nhà bị ngập nước và ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà. Có 4.962 hecta lúa và hoa màu các loại bị ngập cục bộ, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại là 1.193 hecta. Diện tích thủy sản bị cuốn trôi, ngập là khoảng 46 hecta. Số lượng cá thiệt hại là 27 tấn và 13.941 con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi. Khối lượng đất đá bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ là 36.700 mét khối, trên tuyến huyện xã là 62.550 mét khối. Có 307 điểm đường giao thông bị ngập, sạt lở và 8 cầu dân sinh bê tông bị nước cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính là trên 390 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều công trình trường học tại các huyện Văn Quan, Chi Lăng, Lộc Bình, Tràng Định đã bị mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.